Chùa Bà Châu Đốc hay là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một ngôi chùa đặc biệt nổi bật trong không gian thanh bình của miền Tây Nam Bộ. Với một vẻ đẹp linh thiêng đặc biệt, Chùa Bà Châu Đốc thì hấp dẫn hàng triệu du khách cả trong và ngoài nước mỗi độ Tết đến xuân về, mang theo lòng thành kính và cầu nguyện cho một năm mới đủ đầy và yên vui. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Vlog Du Lịch khám phá những trải nghiệm đầy ý nghĩa tại Chùa Bà Châu Đốc trong ngày Tết, lắng nghe tiếng chuông chùa, chiêm ngưỡng cảnh sắc hương hoa và hòa vào dòng người dâng hương lễ chùa vào những ngày đầu năm mới qua những nội dung như sau. Chùa Bà Châu Đốc ở đâu? Giới thiệu về Chùa Bà Châu Đốc tại An Giang, cách di chuyển từ Sài Gòn đến Chùa Bà Châu Đốc, kinh nghiệm viếng Chùa Bà Châu Đốc trong ngày Tết, các địa điểm du lịch An Giang gần với Chùa Bà Châu Đốc, kinh nghiệm đặt phòng khách sạn gần Chùa Bà Châu Đốc. Chùa Bà Châu Đốc ở đâu? Chùa Bà Châu Đốc hay còn gọi là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, tọa lạc ở chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang của Việt Nam. Và đây là một địa điểm tham quan An Giang nổi tiếng, là một di tích lịch sử tâm linh quan trọng, nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc thì khoảng 5 km về phía tây nam. Ngôi chùa này đã và đang thu hút hàng triệu du khách thập phương đến để hành hương, cầu nguyện và tham quan kiến trúc độc đáo quanh năm và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán truyền thống. Giới thiệu về Chùa Bà Châu Đốc tại An Giang. Chùa Bà Châu Đốc hay còn gọi là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam chính là một ngôi chùa linh thiêng và là di tích lịch sử quan trọng của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực miền Tây Nam Bộ nói chung. Và đây không chỉ là nơi thờ tự của Bà Chúa Xứ mà còn là một trong những địa điểm quan trọng của tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam nữa đó. Về vị trí thì Chùa Bà Châu Đốc nằm ở dưới chân núi Sam, địa chỉ cụ thể là số 132 Châu Thị Tế, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đằng sau của ngôi chùa khang trang như hiện nay chính là cả một sự tích đầy ly kỳ. Được biết thì cách đây khoảng 200 năm, sau khi quân Xiêm sang nước ta xâm lược thì gặp một pho tượng bà ở trên đỉnh núi Sam và muốn rước mang về đất nước. Thế nhưng cho dù có trai tráng đến thế nào, sử dụng bao nhiêu sức mạnh thì cứ đi được một đoạn ngắn là tượng bà bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, không tài nào mà di chuyển được. Và cứ nhiều lần như vậy, chúng dần trở nên tức giận rồi đập phá cốt tượng bà, khiến cho nó bị hư hại không ít. Sau đó thì quân địch liền bị bà trừng phạt đến mức là hoảng sợ chạy toán loạn. Đến tận khi thời bình lặp lại thì người dân địa phương mới phát hiện tượng bà ở trên núi, sau đó rước bà về lập miếu cho đến ngày hôm nay. Ngôi chùa bà được xây dựng dựa theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, với hệ thống mái ngói thì cong vuốt, các chi tiết chạm trổ tinh xảo tại rất nhiều hạng mục như là chính điện, nhà hậu, nhà thờ tổ và nhà khách. Tất cả tạo nên một bức tranh tôn nghiêm và linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của người dân ở trong vùng đối với bà. Bên trong chùa là chính điện, là nơi thờ cúng Bà Chúa Xứ. Tượng bà được tạc bằng đá xanh, biểu lộ rõ nét khuôn mặt đoan trang phúc hậu. Thân thì mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, tay cầm quạt. Tượng Bà Chúa Xứ được đặt trên bệ cao, được coi là bảo vật của ngôi chùa và là nguồn sức mạnh tâm linh cho người dân địa phương. Phía trước tượng bà còn có bàn thờ hội đồng, hai bên là bàn thờ tiền hiền và hậu hiền. Chùa Bà Châu Đốc thì không chỉ là một địa điểm tâm linh mà còn là điểm đến du lịch nổi tiếng. Hàng năm thì hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi tới đây để tham quan, chiêm bái và tìm kiếm sự tĩnh lặng trong một không gian tôn nghiêm của ngôi chùa. Khi viếng thăm Chùa Bà Châu Đốc thì du khách thường mang theo đồ lễ để dâng Bà Chúa Xứ. Lễ vật thì có thể bao gồm là mâm ngũ quả, bánh kẹo, trầu cao tươi, xôi, chè, bánh bao, hoa tươi, hũ gạo, hũ muối, trà, rượu trắng, đèn cầy, thậm chí cả một con heo quay. Việc chuẩn bị lễ vật này thể hiện sự tôn trọng và lòng thành kính của người viếng thăm Bà Chúa Xứ. Do đó còn tùy vào hoàn cảnh và tình hình kinh tế mà đồ lễ của mỗi người cũng sẽ là khác nhau. Cách di chuyển từ Sài Gòn đến Chùa Bà Châu Đốc.
Chùa Bà Châu Đốc thì nằm cách trung tâm Sài Gòn khoảng 240 km. Thời gian di chuyển dự kiến sẽ rơi vào khoảng 5 giờ đồng hồ. Và để có thể di chuyển từ Sài Gòn đến Chùa Bà Châu Đốc, các bạn có thể thực hiện theo những cách như sau. 1. Là xe khách. Xe khách là một phương tiện tiện lợi mà các bạn có thể tham khảo khi đi viếng Chùa Bà Châu Đốc, vì bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề lái xe và xuyên suốt hành trình 5 tiếng từ Sài Gòn đến Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam. Từ Sài Gòn, các bạn có thể bắt xe đi Châu Đốc tại hầu hết các bến xe trong trung tâm. Giá vé sẽ dao động từ 180.000 đồng cho đến 210.000 đồng trên một người, tùy thuộc vào loại ghế và hãng xe các bạn lựa chọn. Vì Chùa Bà Châu Đốc thì cách trung tâm thành phố khoảng 5 km, cho nên khi xuống xe, các bạn sẽ cần thuê xe máy hoặc là gọi xe ôm, xe taxi để đến được chùa nha. Và theo kinh nghiệm viếng Chùa Bà Châu Đốc những năm về trước, đi xe ôm từ bến xe đến Chùa Bà sẽ mất khoảng 40.000 đồng trên một lượt. Thứ hai là phương tiện cá nhân. Nếu các bạn tự chuẩn bị đồ lễ tại nhà và muốn kết hợp tham quan các địa điểm du lịch An Giang khác vào trong ngày, thì Blog Du lịch nghĩ rằng các bạn nên đi bằng xe máy hoặc là ô tô riêng. Lộ trình di chuyển từ Sài Gòn để đến Chùa Bà Châu Đốc cũng khá là dễ dàng. Từ thành phố, các bạn di chuyển lên đường cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương, sau đó hướng về đường quốc lộ 30, cuối cùng là rẽ vào quốc lộ 91 là đến Châu Đốc. Từ đây, các bạn có thể đi theo chỉ dẫn của Google Maps hoặc là hỏi thăm người dân địa phương để tìm được đường đến Chùa Bà Châu Đốc sao cho chính xác nhất các bạn nhé. Kinh nghiệm viếng Chùa Bà Châu Đốc vào ngày Tết. Đi lễ chùa đầu năm thì là một truyền thống lâu đời của người Việt Nam, và đây là dịp để bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần linh, cầu mong cho một năm mới làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Cho nên cũng chính vì vậy, ngày Tết sẽ là thời điểm mà Chùa Bà Châu Đốc đông đúc nhất ở trong năm. Dưới đây sẽ là một số những kinh nghiệm khi đi viếng Chùa Bà Châu Đốc vào ngày Tết mà các bạn có thể tham khảo như sau. Xác định thời gian đi. Chùa Bà Châu Đốc thì đón một lượt khách đông nhất vào ngày đầu của năm mới, cụ thể là từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Và trong khoảng thời gian này, đoàn người từ khắp nơi nô nức đổ về miếu Bà để cầu nguyện cho một năm mới an khang và thịnh vượng. Cho nên nếu bạn muốn tránh xa sự đông đúc và hạn chế tình trạng quá tải, thì các bạn có thể đợi ra ngoài mùng 10 tháng Giêng để đến viếng chùa các bạn nhé. Chuẩn bị đồ lễ trước. Khi đi lễ chùa, ai cũng muốn sắm đồ lễ nhang đèn, hoa tươi và trái cây để dâng lên Bà Chúa Xứ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm viếng chùa Bà Châu Đốc, dọc hai bên đường dẫn vào miếu Bà thì có rất nhiều cửa hàng bày bán đồ lễ. Thế nhưng đánh vào tâm lý là không mặc cả khi mua đồ lễ, đồ cúng của rất nhiều người, nên gian hàng này có thể sẽ hét giá rất cao, thậm chí có thể gấp 4 đến 5 lần so với thông thường, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết. Do đó, cách tốt nhất để tránh tình trạng chặt chém như thế này, các bạn nên tự chuẩn bị đồ lễ trước nha. Và đồ lễ dâng lên Chùa Bà thì các bạn không cần chuẩn bị những mâm cúng quá long hoành tráng, cứ tùy tâm là được. Chủ yếu là các bạn nên dâng lễ vật của mình lên Chùa Bà với lòng thành tâm của mình. Còn với những bạn ở xa mà không thể chuẩn bị được trước, thì có thể mua đồ lễ ở những cửa hàng lớn ở trong khu vực gần đó. Tuy nhiên đừng quên hỏi rõ giá trước khi mua các bạn nhé. Mặc trang phục phù hợp. Chùa Bà Châu Đốc chính là một chốn linh thiêng và tôn nghiêm. Do đó khi đi lễ chùa vào ngày Tết, đừng quên chú ý cách ăn mặc và ứng xử sao cho phù hợp với văn hóa khi đi lễ chùa. Hạn chế mặc những trang phục quá ngắn, hở hang hay là loè loẹt, tránh gây ồn ào, mất trật tự. Thay vào đó nên giữ một thái độ thành kính, đi nhẹ và nói khẽ. Cẩn thận trong việc bảo quản tài sản cá nhân. Và đặc biệt là khi các bạn mang theo nhiều tiền bạc và tài sản cá nhân quý giá, hãy cẩn trọng với các hành vi móc túi hay là trộm cắp. Tốt nhất khi đi viếng Chùa Bà Chúa Xứ, các bạn không nên mang theo quá nhiều tiền mặt bên mình. Trang sức hay là đồng hồ, điện thoại thì cũng nên được cất ở trong túi, tránh cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cuối cùng, khi viếng thăm Chùa Bà Châu Đốc vào dịp Tết chính là một trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý một vài những lưu ý quan trọng khi đi viếng Chùa Bà mà Blog Du lịch có đề cập ở trên, để chuyến du xuân đầu năm mới của mình được suôn sẻ và thuận lợi nhất nha. Bên cạnh đến dâng hương và vãn cảnh quanh Chùa Bà Chúa Xứ, các bạn còn có cơ hội
tận hưởng không khí Tết đậm đà bản sắc văn hóa của người dân An Giang. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ cơ hội thu chọn toàn cảnh thành phố Châu Đốc trong tầm mắt của mình ở trên đỉnh núi Sam. Đường lên núi Sam thì khá đẹp, các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô để đến được đây. Giá vé xe ôm để lên núi Sam từ chùa Bà sẽ rơi vào là 30.000 đồng trên một chiều bạn nhé. Các địa điểm du lịch An Giang gần với chùa Bà Châu Đốc. Nằm trong khu vực miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, An Giang cũng có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, từ những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cho đến những khu du lịch đầy màu sắc. Và khi đến viếng chùa Bà Châu Đốc trong dịp Tết, các bạn còn có cơ hội khám phá rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác ở trong khu vực. Dưới đây là một số địa điểm du lịch An Giang rất đáng để trải nghiệm, nằm ngay gần với chùa Bà Châu Đốc mà các bạn có thể tham khảo như sau. 1. Núi Sam. Núi Sam nằm ở phía đông của thành phố Châu Đốc, có độ cao khoảng 286m so với mực nước biển. Địa điểm du lịch An Giang gần miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng này, thì với tầm nhìn từ trên cao bao trọn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của thành phố Châu Đốc với một không gian yên bình, cũng là nơi chứa rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa và tôn giáo nổi tiếng, trong đó thì bao gồm cả miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Thứ hai, chùa Tây An. Chùa Tây An là một ngôi chùa cổ kính nằm phía đông của núi Sam, cho nên các bạn có thể hành hương tại ngôi chùa cổ An Giang này ngay sau khi viếng chùa Bà Chúa Xứ. Và theo lời của người dân địa phương, ngôi chùa này được xây dựng vào những năm 1847 dựa theo phong cách kiến trúc cổ kính của Việt Nam. Hiện nay thì chùa Tây An thờ Phật là chính, là nơi được bày rất nhiều pho tượng Phật quý giá, mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh, cho nên cũng thu hút không ít lượng khách thập phương đổ về chùa Tây An mỗi mùa Tết. Thứ ba, chợ Châu Đốc. Chợ Châu Đốc thì nằm trên đường Bạch Đằng thuộc phường Châu Phú An tại trung tâm thành phố Châu Đốc. Và đây là một ngôi chợ đã có từ rất lâu đời và là một trong những chợ nổi tiếng nhất ở miền Tây Nam Bộ. Chợ Châu Đốc thì có quy mô rộng lớn, tuy nhiên chủ yếu bày bán rất nhiều các mặt hàng nông sản và đặc sản địa phương. Blog du lịch nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm lý tưởng để các bạn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và lối sống của người An Giang, cũng như mua sắm những món đồ đặc sản địa phương về làm quà sau chuyến du xuân ngày Tết của mình. Và ngoài những địa điểm gần với chùa Bà Châu Đốc, An Giang còn có rất nhiều địa điểm du lịch khác đáng chú ý khác có thể kể đến như sau. Rừng Tràm Trà Sư. Dịp Tết Nguyên Đán là khi địa điểm du lịch An Giang nổi tiếng này bước vào mùa khô, các bạn có thể thuê xe đạp và tự mình khám phá xung quanh khu rừng này. Và đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, giúp bạn có thể cảm nhận được không khí trong lành của những ngày đầu năm mới, ngắm nhìn chồi non đua nhau đâm chồi. Chợ nổi Long Xuyên nằm ở bến phà Ô Môi trong trung tâm thành phố Long Xuyên. Đây được coi là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của văn hóa chợ nổi miền Tây mà không du khách nào khi đi du lịch An Giang có thể bỏ lỡ đâu nhé. Nhà mồ Ba Trúc, một di tích lịch sử quốc gia, là nơi an nghỉ của hơn 3.000 nạn nhân của tội ác chiến tranh của dân Khmer Đỏ, vụ thảm sát Ba Trúc vào năm 1970. Và tất cả những điểm đến này đều có thể tạo nên một hành trình du lịch khám phá đầy đa dạng và phong phú trong chuyến đi dâng hương đầu năm ở chùa Bà Châu Đốc của các bạn đó nhé. Kinh nghiệm đặt phòng khách sạn gần với chùa Bà Châu Đốc. Nếu bạn dự định có chuyến đi viếng chùa Bà Châu Đốc dài ngày, các bạn có thể lựa chọn đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ ở gần với khu vực núi Sam hoặc là trong trung tâm thành phố Châu Đốc để tiện cho việc tham quan, khám phá An Giang các bạn nhé. Tuy nhiên vào Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm cao điểm của du lịch An Giang,
cho nên giá phòng có thể sẽ cao hơn nhiều so với những ngày trong năm. Do đó, nếu muốn đặt phòng khách sạn gần chùa Bà Châu Đốc, các bạn nên lên kế hoạch thật sớm, chuẩn bị cho việc đặt phòng nghỉ từ trước từ 1 cho đến 2 tháng để đảm bảo rằng mình sẽ có chỗ ở để nghỉ ngơi với một mức giá hợp lý nhất đó nhé. Một vài những khách sạn gần chùa Bà Châu Đốc các bạn có thể tham khảo như sau. 1. Khách sạn Bến Đá Núi Sam. Nằm ở trên quốc lộ 91, cách chùa Bà Châu Đốc khoảng 600m. Giá phòng nghỉ thì dao động trong khoảng 900.000 đồng trên một đêm. Thứ hai, khách sạn Đăng Khoa 1, địa chỉ tại số 79 Châu Tế Nghị, phường Núi Sam, cách chùa Bà Châu Đốc là 300m. Giá phòng nghỉ từ 600.000 đồng cho đến 900.000 đồng trên một đêm tùy vào loại phòng. Thứ ba, Demi Homestay, cách miếu Bà Chúa Xứ chỉ khoảng 200m, giá phòng nghỉ chỉ từ 450.000 đồng trên một đêm. Và đó là toàn bộ những kinh nghiệm khi đi viếng chùa Bà Châu Đốc mà blog du lịch muốn chia sẻ đến các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu bạn cũng quan tâm đến các địa điểm du lịch An Giang hay là kinh nghiệm đi du lịch An Giang tự túc, đừng quên tham khảo một vài video mà blog du lịch có đính kèm trong phần mô tả nhé. Hy vọng rằng với những thông tin ở trên, blog du lịch đã giúp các bạn xây dựng một hành trình du xuân thật là thú vị và thật nhiều trải nghiệm. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.